Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các bác đi bán hàng rong. Anh em có nhu cầu mua âm ly và loa đi bán hàng rong, hãy liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em xin cung cấp âm ly, chế lo phóng, lo 10, lo 15 chuyên dụng cho anh em đi bán hàng rong. Đây là những sản phẩm bên em này. Đây là âm ly này. Âm ly này là có tác dụng chuyên dụng đi bánh bán hàng rong, kể cả anh em nào có bảy chim đêm thì anh em cũng dùng được, ok nhé. Thì cái âm ly này là do em tự lắp ráp 100%. Đấy, vỏ hộp bằng ống nhôm nhé, vỏ hộp bằng ống nhôm tản nhiệt rất là tốt. Đấy, anh em có nhu cầu có liên hệ số điện thoại của em, bên em để chiếc hàng chúng bác trên toàn quốc nhé. Thì đằng sau máy này em giới thiệu đầu tiên là đằng sau máy này để con đấu này. Thứ nhất là đánh dấu được từ lo này, để các bác đấu dây lo như nào cũng được này. Bây giờ em đấu luôn nhá. Cộng trừ là cộng trừ bị nhắc quy nhá. Ví dụ như thế là âm nếu trừ trừ bị nhắc quy, cộng mới quy. Mà đằng trước của máy là công tắc tắt mở này, bật lên là mở mà bật xuống là tắt, tắt mở này. Ba nút thiết áp này, nút đầu tiên từ bên phải sang á, là đầu tiên là nút vôn này. Sau bát này, chét này. Trên mặt quắc nữa có nút tạm dừng này, lách bài, lách tín, lùi này, và đặc biệt là có thể chạy được USB hoặc tỉa nhớ trực tiếp. Bây giờ em đấu, em sẽ cắm tỉa nhớ trực tiếp cho bác nha. Các bác chỉ cần dùng, không cần máy áo thì các bác cắm một trực tiếp cái thẻ vào máy luôn. Đây là lút luôn máy luôn nha. Thì em đấu này, đầu tiên các bác đấu lên xe thì các bác đấu là loa trước nha, cho đỡ lộn thì các bác cứ đấu loa trước, hay dây loa các bác đấu như nào cũng được. Đấy, bác lên đây loa trước nha. Đấy, đây là loa 15 nha. Bên em có hai loại, loa 10 và loa 15. Loa Việt Nam thôi nha. Sau đó các bác đấu bình nha. Ví dụ như bình ắc quy của xe máy của bác này. Cái âm ly này có thể chạy bình ô tô hoặc xe máy, xe đạp điện chạy được hết. Thì bình này này, đây là dấu cộng nhớ quy này, cộng nhớ quy này, đây là trừ nhớ quy này, thì các bác cứ câu cộng nhớ quy này. Đó. Và dấu trừ là trừ nhớ quy này. Đấy, xong chưa, ok chưa, cộng nhớ quy này, trừ nhớ quy này, và loa. Bây giờ em mở này. Chúa bà
nào bán đấy, anh em có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976 149112 nhá. Bên em là chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nhá. Âm ly do bên em tự lắp ráp, có thể bảo hành các bác 3 tháng các bác nhá. Bảo hành 3 tháng các bác nhá. Rất là đẹp. Máy rất là chuẩn nhá. Âm thanh ra rất chuẩn các bác nhá. Anh em nào có nhu cầu đi mua bán hàng rong, ô tô, xe máy hay là kể cả đấu lên xe đạp điện cũng được các bác nhá. Các bác cứ cầu bình 12V là được. Vâng nhá. Thì bên em cũng cung cấp trên toàn quốc. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại bên em sẽ gửi cho các bác nhá. Âm ly do bên em tự lắp ráp, 100% có thể bảo hành cho các bác, ok nhá. Âm thanh rất chuẩn nhá. Bác có nhu cầu tiếng dao hoặc tất cả các bài dao thì các bác liên hệ bên em sẽ giao sẵn cho bác luôn. Đấy. Và máy này là một mẫu, quản loa là bên em có hai mẫu. Mẫu này là mẫu 15W. Còn một mẫu nhỏ hơn là 10W. Đấy. 10W thì ví dụ như các bác đi xe máy cũng có thể các bác dùng 10 cũng được. Nhưng đặc biệt các bác đi xe máy mà bác bán trên miền núi ấy, thì các bác lại phải lấy loa 15. Còn đặc biệt các bác đi ô tô ấy, thì nên lấy loa 15. Thì ăn mới đủ công suất, giống như là loa cung cấp bán vôi á thì ăn mới đủ công suất. Còn như loa 10 các bác đi trong làng bán hoặc là trong làng hoặc phố thì các bác lên loa 10 thôi, vì hắn cũng nói to ngang nhau thôi. Loa 10 hắn gọn hơn. Thế thì anh em có nhu cầu, đặc biệt là âm ly này này. Ở trên thị trường âm ly chế thì rất là nhiều, nhưng mà đặc biệt cái mẫu âm ly chế bên em làm rất là chuẩn. Hàng tuyệt đối là chuẩn 100% các bác nhá. Đấy. Các bác có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em nha. Đấy, em đấu sẵn đây này, các bác chỉ cần bật công tắc là ok chứ. Đấy, lò các bác đâu thì làm được. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Đây là nick bài này, nick bài sang bài khác này. Ai bán chó đi. Đây là lùi bài này này. Chó bán đi. Tạm dừng này. Đấy, rất là đẹp nha. Ai bán chó đi. Ai bán chó nào. Máy rất là đẹp nha các bác nha. Ai bán chó đi. Ai bán chó nào. Ai bán chó đi. Ai bán chó nào. Ai bán chó đi. Ai bán chó nào. Ai bán chó đi. Vậy video hôm nay em tạm thời làm đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác nhé.